Hôm qua, Cơ quan Quản lý An toàn Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ vừa mở một cuộc điều tra 25.000 chiếc Tesla Model S sau khi có một người tại Mỹ đã chết vì sử dụng chế độ tự lái Autopilot do hãng này phát triển. Tai nạn xe xảy ra vào ngày 7 tháng 5 tại Williston, bang Florida, nước Mỹ. Theo điều tra sơ bộ, vụ va chạm xảy ra do một chiếc xe tải kéo rơ móc rẽ trái ngay trước đầu xe Tesla tại một ngã tư. Theo Cơ quan Quản lý An toàn Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ NHTSA, quá trình điều tra sơ bộ nhằm vào thiết kế và vận hành của các bộ phận trợ lái của xe tại thời điểm xảy ra tai nạn. Khi có kết quả điều tra chi tiết hơn, cơ quan này sẽ cân nhắc yêu cầu Tesla triệu hồi các phương tiện loại này nếu như không bảo đảm được tính an toàn. Tesla đã phát đi một thông báo cho biết đây là tai nạn chết người đầu tiên ghi nhận được sau khi chế độ Autopilot đã được vận hành hơn 130 triệu dặm, tương đương hơn 210 triệu km. Tesla nói rằng cả chế độ tự lái và tài xế xe lúc đó đều không nhìn thấy được phần hông xe tải do sơn màu trắng và bị lóa sáng. Vì vậy, chế độ không kịp sử dụng lệnh phanh xe. Tesla cho biết chế độ tự lái đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa đạt đến độ hoàn hảo. Vì vậy, khi sử dụng, tài xế cần phải cảnh giác và tỉnh táo. Hay nói cách khác, tài xế không thể hoàn toàn giao phó 100% cho chế độ này làm chủ tay lái.